cây chặt cây kia về chắc làm thuốc sao? Gọi cụ không thấy, cụ đứng mãi ở kia. Tí qua thì bà Lương mang chưa về chắc làm gì đâu. À, đang uống nước tưới. Dạ. Chân nông, tìm ở trong trạm dưới không thấy, không biết còn lấp ở trong xoong. Cao ghê mà chú vẫn đổ thêm.